Chi Di Phương Trinh thừa nhận toàn yêu trai trẻ Bằng Kiều không phải phi công đầu tiên. Chi Di Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, tái xuất màn ảnh sau hơn 20 năm. Với vai diễn Elie trong phim Đóa Hoa Mong Manh của Mai Thu Huyền đạo diễn. Trong phim Elie luôn bao bọc thương yêu thật hảo. Maja thủ vai là người phát hiện tài năng của nữ chính và giúp cô có cơ hội ca hát đầu tiên. Chi tiết này khiến Chi Di Phương Trinh liên tưởng đến tình cảm giữa mình với ca sĩ Phi Nhung. Ở những cảnh hóc, Chi cho biết chỉ cần 5 đến 6 giây để lấy cảm xúc, tôi tình cờ gặp Phi Nhung tại một ngôi chùa ở Florida, Mỹ. Sau khi tôi thuyết phục cô ấy sang California làm nghệ thuật, say hát hỗ trợ ra mắt album, nghĩ đến việc Phi Nhung mất khi còn rất trẻ, tôi không kìm được xúc động. Ngoài ra, tôi từng đi diễn với nhiều nghệ sĩ hải ngoại, đặc biệt là ca sĩ Ngọc Lan. Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng cuối đời của chị, đặc biệt là đêm diễn cuối cùng, khi lần đầu tiên tôi biết mắt chị không nhìn thấy được nữa là nước mắt từ rơi thôi. Trở lại đóng phim sau 22 năm kể từ tác phẩm truyền hình Sương Gió Biên Thùy, Chi Di Phương Trinh nói có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng chỉ qua những buồn vui trong cuộc sống, cô được gia đình, bạn bè và chồng cũ Bằng Kiều ủng hộ. Nếu ca sĩ chia sẻ, chưa bàn đến Bằng Kiều sẽ phản ứng như thế nào khi xem phim. Nhưng 12 năm rồi tôi mới trở lại Hà Nội nên anh ấy cũng có mặt ủng hộ. Không chỉ Bằng Kiều mà còn có ba chị em của chồng cũ cũng đến ủng hộ tôi. Đáng lẽ sẽ có cả bà xã của Bằng Kiều tới nữa. Nhưng đúng hôm ra mắt cô ấy ốm, trước đó Bằng Kiều có đưa cô ấy đến khách sạn gặp tôi rồi. Nói chung gia đình tôi và gia đình Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ rất thắm thiết. Chi Di Phương Trinh kể, dù lúc còn sống chung hay chia tay với Bằng Kiều, cả hai luôn ủng hộ nhau từ cuộc sống đến nghệ thuật. Ngày xưa thì tôi đóng Sương Gió Biên Thùy, lúc đó hai đứa vừa mới quen nhau. Xem nhiều đoạn tôi đóng anh ấy cười, chả biết cười cái gì. Lúc đó tôi tức lắm. Nhưng phim này tôi biết Bằng Kiều sẽ ngạc nhiên với khả năng nhập vai diễn xuất của mình. Đó là tôi nghĩ thế. Ca sĩ kể, chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Chi Di Phương Trinh cho biết cảm thấy vui vì độc thân, không yêu đương. Nói chung, ai theo dõi tôi sẽ biết, ngoài lo cho ba con trai, tôi còn có ba cơ sở kinh doanh đi hát công việc xã hội thiện nguyện. Thời gian kín mít nên không có màng đến chuyện yêu đương. Tôi cũng chưa biết khi nào mới gặp được người khiến trái tim rung động, cô kể. Nữ ca sĩ cho biết không đặt tiêu chí chọn bạn trai, không cần đòi hỏi nhiều về kinh tế, vì đã là đại gia của chính mình, người sâu sắc biết hiểu rộng. Ngoại hình tương xứng với mình là tiêu chuẩn mà vợ cũ Bằng Kiều sẽ chọn. Nói thật, hiện tại tôi có cuộc sống thoải mái, không cần nương dựa và đàn ông nào. Không cần người đàn ông đó có tiền hơn mình, chỉ cần người đó chịu khó, trái tim nhân hậu là được. Cô khẳng định, Chi Di Phương Trinh cũng tiết lộ, trước nay toàn yêu trai trẻ, Bằng Kiều chưa phải là phi công đầu tiên, trước đó cô đã từng yêu người kém tuổi.